Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc Mini G5 model là AVR3313 với kiểu dáng sang trọng và công nghệ hiện đại. Thì đối với những dòng âm đi đa kênh thì nó sẽ có những phân khúc như sau: một là cấu hình khủng, chất âm hay nhưng lại sở hữu những cái công nghệ cũ, và hai là một số dòng âm đi thế hệ đời mới có thiết kế cấu hình vừa phải, công suất nhỏ nhưng lại sở hữu với cái công nghệ cao. Và đối với chiếc âm đi G5 AVR3313 này thì nó sẽ tích hợp hai cái tính năng. Một là công nghệ hiện đại đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng, sử dụng những tinh túy của hãng về chất âm hay công suất cao và cũng như là đầy đủ những cái công nghệ hiện đại. Và dòng này thì nó sẽ có thiết kế công suất khá lớn nha anh em, lên tới là 670W, và nó sẽ hỗ trợ cho anh em kết nối HDMI, anh em có thể chơi nhạc phim chất lượng cao từ nguồn phát HD từ bên ngoài với chuẩn là 1.4A, và sẽ hỗ trợ các định dạng video 3D, chức năng ARC. Thì với chức năng ARC này thì anh em có thể lấy tín hiệu ngược từ Smart TV chơi trực tiếp vào chiếc mini này luôn mà ta không cần phải dùng thêm một cái cổng tín hiệu nào như là cổng quang hoặc là cổng analog nha. Và tiếp theo thì nó vẫn cho chúng ta cái cổng kết nối cổng quang optical, thì anh em có thể lấy tín hiệu từ bất kỳ những cái nguồn phát nhạc số cũng như là từ Smart TV cũng rất là tiện lợi, và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và phía mặt trước này thì nó sẽ có một cái nắp cốp nha. Thì với bên trong nó thì nó sẽ có một cái cổng USB, thì nó sẽ cho phép chúng ta để chơi nhạc số trực tiếp phía trước máy. Thì anh em có thể chép nhạc số vào cái USB này thì ta có thể chơi nhạc số. Và ngoài những cái định dạng thông thường như là MP3, VMA, và nó sẽ hỗ trợ luôn cái định dạng là Plug. Đây là một trong những định dạng audio chất lượng cao, nó sẽ có chất lượng tương đương như là những đĩa CD gốc. Nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm lực cực kỳ hay và sáng tiếng nha. Anh em có thể chơi trực tiếp luôn. Ngoài ra, chiếc mini G5 AVR3313 này thì nó sẽ có khả năng để kết nối mạng Internet. Anh em kết nối vào mạng dây LAN vào chiếc mini này thì nó sẽ có khả năng để điều khiển từ xa bằng smartphone. Và trên smartphone thì anh em cài về giùm em là cái phần mềm G5 Remote Amp nha. Thì với cái phần mềm này, ta sẽ có khả năng để điều chỉnh rất là nhiều thông tin. Tức là ta có thể chỉnh được volume nè. Anh em sẽ thấy là nó sẽ đồng bộ nha khi mà kéo cái volume ở trên smartphone. Và chỉnh được cái ngõ vào nè, ngõ vào, và chỉnh chế độ âm thanh, và rất là nhiều tính năng trong chiếc smartphone thì ta có thể trải nghiệm những tính năng độc đáo. Và đặc biệt là dòng này thì nó vẫn chơi được AirPlay nha. Thì đây là một trong những tính năng để chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, iPod bằng công nghệ độc quyền. Và chiếc mini của chúng ta để kết nối mạng Internet bằng dây mạng LAN thì ta sẽ có thể chơi trực tiếp. Và ngoài ra, chiếc mini này thì nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta một cái cổng rời out. Thì với cổng rời out này thì ta có thể sử dụng nó như là một cái bộ dàn mã DAC luôn, rất là tiện lợi để cho anh em muốn cái nhu cầu giải trí và xuất qua một cái hệ audio khác với cái công suất lớn hơn. Và bên trong chiếc mini này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim, và đặc biệt là chế độ nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và ngoài ra, nó vẫn cho chúng ta chỉnh chế độ là chỉnh bát chép đầy đủ luôn nha. Về hướng dẫn sử dụng và cài đặt thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em, đã có rất là nhiều video hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Về thiết kế công suất ra loa, ở loa 6 ohm của nó lên tới là 165W, và loa 8 ohm là 125W. Mặt trước của nó là mặt phay màu đen bằng kim loại nha, cực kỳ sang trọng luôn, màn hình sáng rõ nha, và kèm theo một cái khiển phụ kiện của hãng G5 chỉnh full được các chức năng của máy. Và đầu tiên là em sẽ test cái cổng vào Blu-ray, đây là cổng HDMI để test các cổng âm thanh cho anh em. Ta thắp hương thay xuân về trên miền quê hương,
ta được vun tương cùng yêu cộng quan ước một mùa xuân người yêu sẽ mang thật nhiều quà một niềm tin dâng chất ngất hai hoa lộc chúc mừng đầu năm chúc an khang bước đường CD cảm ơn lắm. Mừng xuân hoa nở khắp trời, chúc nhau đạt nhiều thắng lợi. Và mừng bác nông phu vui xuân nấm chén rượu, quên những ngày vất vả xuôi. Cổng Yupi chơi nhạc số thì tại đây ta sẽ có thể thấy được những cái thông tin trong Yupi bằng cái màn hình của smartphone và cũng như là màn hình của âm ly và một cái màn hình khi mà ta kết nối HDMI out từ cái âm ly ra Fire Black. Đó là chức năng để chơi USB. Đây là cái điều khiển từ xa để thay đổi các chế độ âm thanh. Thì anh em nhấn giùm em là nút Music nha. Music nè, game nè. Rồi ta sẽ nhấn nhiều đè khoảng 3 giây cho chế độ màu đỏ này nha. Thì nó sẽ hiển thị cái chế độ âm thanh. Thì ta sẽ mũi tên lên xuống để mà lựa chọn nha. Đây là chế độ Multi Stereo, nghe nhạc bằng tất cả kênh loa. Đó là chế độ để thay đổi cái chế độ âm thanh. Và để điều chỉnh bắt chép thì anh em phải nhấn giùm em là nút setup nè. Mũi tên xuống nha. Và một tone. Audio. Enter tone. Rồi anh em chuyển sang là on lên thì di chuyển xuống là chép nha. Tại đây ta có thể tăng chép lên nè. Rồi enter trở ra và di chuyển xuống cái một Odyssey, ta sẽ chuyển sang là Rapid, như vậy là sẽ mở EQ nha. Và để điều chỉnh EQ thì ta sẽ vào cái mục là Rapid EQ, nhấn enter thì tại đây nó sẽ cho phép chúng ta điều chỉnh adjust EQ nè và chỉnh được các dãy tần. Dãy tần là 63 Hz nè, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg và 16 kg. Thì khi mà vào mỗi cái đầu vào để chuyển kênh thì bắt buộc chúng ta phải cài đặt một lần nha, bởi vì nó sẽ nhớ cho các đầu vào khi mà ta cài đặt một lần đầu tiên và sau đó thì nó sẽ nhớ luôn. Nên khi mà sử dụng thì anh em mỗi cái ngõ vào thì ta nên kiểm tra lại đã điều chỉnh được bắt chép, chỉnh EQ lên hay chưa, thì như vậy là nó mới phát huy hết tất cả cái phần công suất ở bên trong máy về cái chất âm. Rồi đối với smartphone, nếu như chúng ta muốn sử dụng chức năng AirPlay thì anh em mở cái phần mềm là YouTube lên để ta thử một cái bài nhạc nào đó nha. Khi mà nó phát thì nó sẽ có cái biểu tượng là phát không dây và ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng không dây đó. Đây biểu tượng phát không dây đây. Thì lúc này nó sẽ hiển thị là các thiết bị AirPlay và Bluetooth nha. Tại đây ta sẽ thấy là cái biểu tượng của đàn ông AVR3313 nha. Nhấn vào. Rồi trở về cái màn hình bên ngoài. Bấm play. Lúc này là nó sẽ hiển thị là network nha. We'll be right back.
nãy là nó đang ở chế độ âm thanh direct nha, và ta sẽ chuyển sang chế độ là music. Như vậy là anh em sẽ thấy là chất âm nó hay hơn rất là nhiều nha. Đây là hai loa chính nha, hai loa phong. Và nếu như chúng ta có loa center thì ta lắp vào vị trí loa center. Một loa cho vị trí là surround. Loa còn lại cho vị trí surround L và R nha. Loa Studebaker. Studebaker. Và loa phong 2. Loa phong wide. Rồi, nó không hoạt động ở cái loa Studebaker và loa phong 2 nha. Và ta sẽ vào cái mục cài đặt nè. Setup nè. Để mở những cái loa, kiểm tra loa lên. Menu Setup. Amply Assign. Mode. Nó đang ở zone 2, zone 3 nha. Anh em sẽ chuyển giùm em là phong B nè, Main Only nè. Hai kênh. Trở ra speaker, center, subwoofer, surround. Rồi ta sẽ chuyển lại cái menu amply assign lại. Main only. Đây Studebaker nó đã hiện ra nha. Ta sẽ chuyển sang LAT phong 2. LAT luôn. Phong Y, LAT luôn. Rồi, trở ra. Rồi ta sẽ test lại cái cổng surround nè. Rồi, loa Studebaker đã có nha. Rồi, những cái loa phong 2 nè, phong Y. Là khi mà có tín hiệu đa kênh thì nó mới hoạt động nha. Bình thường nó là 7 kênh thôi nha nè. 7 kênh thôi, những tín hiệu hỗ trợ khi mà tín hiệu đa kênh như là những cái phim ảnh nha, hoặc là nhạc DTS, đoạn bay thì nó sẽ có những cái tín hiệu loa này. Tổng thể là 1 loa, 2 loa, 3 loa, 4 loa, 5 loa, 6 loa, 7 loa, tầm ok. Đây là cổng mạng LAN, anh em kết nối vào để có thể điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi nhạc không dây từ những thiết bị iPhone, iPod. Cổng quang, chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV. Và đây là cổng HDMI in, cổng pin nha, từ đầu đĩa đưa vào hoặc là từ đầu analog. Và đây là cổng out, HDMI out sẽ xuất sang TV, nó có chức năng ARC luôn nha. Và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Đây là cái khu vực rê out, nếu như chúng ta muốn làm rê để xuất sang một cái âm đi khác thì ta sẽ kết nối vào cái khu vực rê này. Đây là cổng kết nối sub điện. Denon AVR 3313, điện áp 100V, công suất là 670W. Rồi con này đời cũng khá mới nha, phát hành vào năm 2012. Dòng âm đi thế hệ đời mới của hãng. Đây là mặt trước của nó đây, cận cảnh mặt trước nha. Mặt thiết kế là phay nhôm màu đen. Tổng thể thì khá là đẹp nha. Hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Hoạt động tốt tất cả các cổng ra loa, cổng HDMI in, cổng quang, cổng analog, cổng USB, chơi tốt chức năng mạng nha, điều khiển từ xa bằng smartphone, chơi AirPlay tốt. Và với cái công suất khá khỏe thì ta vẫn có thể lắp thêm vang để chơi karaoke trong phạm vi gia đình cũng khá là ổn, cũng như là làm chức năng để làm giải mã DAC, còn bộ rẻ trong đầm giá. Và với chim đi đời đông AVR 3313, dòng âm đi thế hệ đời mới tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, rất là đáng để trải nghiệm những cái công nghệ tiên tiến của hãng đời đông. Và với chim đi này thì em sẽ bán với giá là 5.900.000 đồng, giá chung gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.